Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 3 tháng 10 đã phát đi thông báo về tin bão gần Biển Đông. Theo đó, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Coinu đang hoạt động ở vùng biển đảo Luzon, Philippines. Cụ thể, vào hồi 13 giờ ngày 3 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tương đương 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc khoảng 10 km/h. Sau đó, bão Coinu tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng vào vùng biển phía nam Đài Loan, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo khoảng sáng ngày 5 tháng 10, bão Coinu đi vào khu vực phía đông bắc Biển Đông và chạy dọc theo vùng biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Coinu, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ đêm 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Coinu, ngày 3 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Coinu, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm, rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Theo dự báo bão mới nhất, cơn bão Coinu gần Biển Đông dự kiến đổ bộ miền Nam Đài Loan, Trung Quốc. Về thời gian dự kiến cơn bão Coinu sẽ đổ bộ, theo các cơ quan dự báo thời tiết cho hay, có thể vào ngày 5 tháng 10, quỹ đạo bão sẽ thay đổi. Trước đó, đêm 2 tháng 10, Cục Thời tiết Đài Loan hay còn gọi là CWB phát cảnh báo trên biển khi bão Coinu tiếp tục di chuyển về hòn đảo này. Theo CWB, bão Coinu hiện nằm cách mũi Nga Loan, điểm cực nam của Đài Loan, 530 km về phía đông, đông nam và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 9 km/h. Theo dữ liệu của CWB, với bán kính 220 km, bão Coinu có sức gió duy trì tối đa 155 km/h, giật lên tới 191 km/h. Chuyên gia dự báo thời tiết Hoan Eun Hun của CWB cho biết, dựa trên diễn biến hiện tại, cơn bão có thể đổ bộ vào khu vực phía nam của huyện Đài Đông vào ngày 5 tháng 10 và cảnh báo trên đất liền sẽ được đưa ra trong ngày 3 tháng 10. Vùng ngoại vi của cơn bão có thể mang theo mưa rào rải rác ở phía bắc, đông bắc, đông và đông nam Đài Loan trong ngày 3 tháng 10. Do ảnh hưởng của bão, dự báo sẽ có sóng cao dọc theo bờ biển phía bắc và phía đông của Đài Loan, cũng như trên đảo Hoa Lan và đảo Xanh, bán đảo Hoàng Xuân và huyện Liên Giang. Trong khi đó, Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, Philippines đối mặt với những trận mưa lớn do bão Coinu, tên địa phương là Jenny gây ra. Dự báo vào hồi 14 giờ ngày 3 tháng 10, bão sẽ cách Ibayat, Bantanes 300 km về phía đông, với sức gió 155 km/h, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Pagasa cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét và lở đất ở một số vùng trong cả nước. Ngoài ra, cơn bão dự kiến cũng tăng cường gió mùa Tây Nam gây mưa và dông ở đảo chính Luzon. Pagasa dự báo, bão Coinu sẽ đạt cường độ tối đa vào ngày 3 tháng 10, sau đó là xu hướng suy yếu dần bắt đầu từ trưa 4 tháng 10, nhưng vẫn ở cấp bão cuồng phong. Vì cơn bão Coinu ở Philippines gọi là bão Jenny đang tiếp tục mạnh lên, được dự báo sẽ đi vào Biển Đông, nhưng nó được cho là sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong vài ngày tới. Coinu được cho là sẽ đi vào Biển Đông từ ngày 6 tháng 10, sau thời điểm này, có một đợt gió mùa đông bắc vào cuối tuần sau, nên cơn bão này có thể bị đẩy hơi chết xuống phía nam, tiến sâu hơn vào Biển Đông. Trong vài ngày sau đó, do ảnh hưởng của gió bắc, đông bắc và có thể do cả ảnh hưởng của bão Coinu, nhiệt độ ở các tỉnh thành phía đông bắc nước ta sẽ giảm, có thể sẽ mưa. Nhưng gió mùa đông bắc cũng sẽ tác động một cách khó dự đoán đến cường độ và hướng di chuyển của bão Coinu, nên những dự báo sau ngày 6 tháng 10 thì độ chắc chắn là thấp. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên những hình ảnh tàn phá khủng khiếp của bão Sola tiến vào Biển Đông hồi đầu tháng 9. Những nơi cơn bão Sola quét qua, giao thông hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ bị đình trệ, hàng loạt trường học và nhà trẻ đóng cửa, cửa hàng ngừng kinh doanh, dự án lớn ngoài trời ngừng xây dựng và người dân phải hạn chế ra ngoài để tránh tai nạn. Cơn ác mộng bão Sola rất có thể sẽ quay lại khi cơn bão mới nhất cho biết sức gió ở tâm bão Coinu, cơn bão tiến rất gần Biển Đông đang mạnh lên rất nhanh và dự kiến đạt 155 km/h. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa,
Vào hồi 14 giờ ngày 2 tháng 10, bão Konu, tên địa phương là Jenny, sẽ nằm cách Cagayan 580 km về phía đông. Sức gió 140 km/h, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Konu sẽ di chuyển về phía eo biển Luzon và mạnh lên thành bão dữ dội vào ngày 3 tháng 10. Pasaga cảnh báo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa nên đề phòng lũ quét và lở đất có thể xảy ra, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Lượng mưa dự báo nhìn chung cao hơn ở các vùng cao hoặc miền núi. Trong những điều kiện như vậy, lũ lụt và lở đất do mưa có thể xảy ra, đặc biệt là ở những khu vực rất dễ bị ảnh hưởng bởi những mối nguy hiểm này. Bão Konu hình thành vào sáng 30 tháng 9 trên vùng biển phía tây của Bắc Thái Bình Dương, phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc. Theo dự báo đường đi, bão Konu sẽ đi qua phần phía nam của Đài Loan vào tối 4 tháng 10 hoặc sáng 5 tháng 10. Tuy nhiên, kịch bản bão đổ bộ hoặc tiếp cận gần vùng cực bắc Luzon vẫn không bị loại trừ. Cơ quan dự báo thời tiết Hồng Kông cho hay, bão Konu sẽ trở thành bão dữ dội, có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn khi đi vào phạm vi 400 km quanh thành phố vào ngày 6 tháng 10. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy, ở bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào cuối tuần sẽ có gió mạnh và mưa lớn. Trong khi đó, cơn bão đang mang lại thời tiết đẹp và nóng cho miền Nam Trung Quốc trong kỳ nghỉ cuối tuần dài kết hợp giữa nghỉ Tết Trung Thu và Quốc Khánh. Theo nhận định ban đầu từ các đài khí tượng trên thế giới và khu vực, bão Konu ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy vậy, có khả năng khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ nằm trong diện ảnh hưởng của mưa sau bão. Thiên nhiên bất thường, gió bão là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân, tàu thuyền khi hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Vì vậy, những kỹ năng ứng phó khi gặp áp thấp nhiệt đới, gió bão trên biển là rất cần thiết với người dân. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động tăng cường trên Biển Đông. Vì vậy, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão, áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Rạng sáng 30 tháng 9, áp thấp nhiệt đới hoạt động ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Konu. Đây là cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo trong ngày 30 tháng 9 đến 1 tháng 10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo của các đài khí tượng trên thế giới còn có sự phân tán. Tuy nhiên, bão Konu được nhận định là cơn bão mạnh, cường độ cao nhất có thể đạt cấp 12 đến 14. Khả năng cao bão Konu sẽ di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông trong tuần tới, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông năm nay. Cơ quan khí tượng Hồng Kông và Nhật Bản cùng nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh chóng mạnh thành bão trong ngày 30 tháng 9. Khi tiến sâu vào vùng biển Philippines, bão tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt sức gió mạnh nhất 140 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Dù vậy, hai cơ quan trên chưa đưa ra nhận định bão có thể tiến vào Biển Đông. Do dự báo còn xa, nên các diễn biến có thể thay đổi liên tục. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!